Kính thưa quý vị, trong y khoa, nước biển được xem là dược phẩm có thể chữa lành bệnh viêm khớp và nhiều chứng bệnh nghiêm trọng khác. Đúng vậy, nước khoáng chất thiên nhiên đang bán tại Lâm Vido được trích lọc từ biển hồ Great Salt Lake tại Utah, Hoa Kỳ đã chữa lành nhanh chóng cho rất nhiều trường hợp như ngưng đi cầu sa máu, trĩ, táo bón, đau răng, đau nú, viêm mũi, lở miệng. Trời ơi, nói chung nó lở hết nha, nó sưng to lắm. Ở trong lưới á, vâng, tôi hôm đó tôi xài gần hết chai, bây giờ nó hết á, bây giờ nó không cái này nữa. Tôi đi cầu tôi bị đau máu, tôi uống cái thuốc này 2 tuần. Thế là bây giờ nó đi cầu nó không còn, nó chai như vậy á, thì nó rất là quý, đối với một người mà bị bệnh. Thì tôi uống được 2 ngày, chứ từ hồi đó tôi có cái cục trĩ nhỏ nhỏ đó, cho nên lúc đó tôi uống hay nữa, tôi quên luôn. Cái chừng tôi nhớ lại tôi nó ủa sao nó mất rồi, tôi cũng không biết là cái nước này nó hay như vậy. Rồi xong cái tôi bị lở miệng, trong lúc tôi đang bị lở miệng thì nó có 2 cái mục ở trong miệng, cái tôi chét vô một giọt thôi. Thì từ đó về sau tôi không bị nữa. Nước khoáng chất thiên nhiên giúp nhanh chóng các hiện tượng đau nhức cơ bắp, đau bụng, bao tử khó chịu. Sau 3 tuần tôi đau quá, mặt ngày nào tôi cũng phải nói tôi phải đi nhà thương. Cái đau mà thầy tôi nè, bác sĩ là bấm huyệt, chữa đủ thứ không hết. Nó cứ đau râm 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 râm, nhưng mà bữa đó tôi đau quá. Một giờ ông chạy tới, ông cứ uống đi 3 ngày liên tục. Thì trời ơi, cái ngày thứ hai tôi đứng dậy đi chợ, ông hỏi nó trời ơi, đau chết lạ, ông ơi, chị hết đau. Hết đau một cách lạ lùng. Tôi hỏi ông tại sao nó hay như vậy mà không ai biết vậy mà muốn. Uống nước khoáng chất thiên nhiên sẽ không còn bị co rút gân, dập bẻ, xưng khớp tê thấp. Sáng giờ tôi bung tay ra thì hai cái tay nó về nó khúc chịu, muốn mở là phải mở nặng là đau mà nó nhức. Rồi anh đi bác sĩ rồi họ chích cái gì vậy? À, không biết chích cái gì cho nó đừng có đau cho mình á. Nhưng mà được có 2 tháng à, 2 tháng nó đau lại. Bạn uống cái này bao nhiêu chai? Tôi uống chưa được nửa chai, tôi thấy uống thuốc đau nhất cũng không hết nha. Mà tôi uống cái này hết. Nước khoáng chất thiên nhiên còn làm lành những trường hợp ngoài da như phong ngứa, lát, ghẻ lở, lan ben, vẩy nến, mụn nhọt, da khô, nứt. Đây là một nếp sinh tiêu đần. Hôm tôi đi bệnh viện về thì tôi bị lây từ bệnh nhân á, cái tay nó đứa như cái bàn tay và lên đến giữa cánh tay nữa. Thế mình chỉ có 5 giọt vô lên, bây giờ thì là hết rồi. Nước khoáng chất thiên nhiên chống mệt mỏi, giúp ngủ ngon, giảm tiểu đêm. Mua cho bà đi thì có uống cái chai này là chai thứ 2 rồi, mà một đêm á, tại vì hồi đó chỉ đi tiểu đêm 10 lần, bây giờ một đêm nó chỉ đi khoảng có 2 lần. Khoáng chất thiên nhiên là nhu cầu thiết yếu cho cơ thể chúng ta, giúp kích thích tăng trưởng các tế bào, lưu thông máu huyết, nâng cao sức đề kháng, không có phản ứng phụ. Nước khoáng chất thiên nhiên đang bán tại Lâm Video. Xin gọi 714-539-5709. Hãy gọi ngay hôm nay để giúp chúng ta có sức khỏe tốt hơn. 714-539-5709.